Tiếp tục với video trong buổi chiều ngày hôm nay, các bác quý anh em lại cùng đồng hành với Khang Minh nhá. Đây là STX835 full shop mới cứng 100%, chưa hề sử dụng. Đây là cặp kế tiếp và đồng thời cũng là cặp cuối cùng có. Đấy, bây giờ mà kiếm được những cặp full shop 835 STX thì cực kỳ hiếm luôn, bởi vì bên kia nó hết hàng rồi. Cặp trước Khang Minh cung cấp em Quang ở Nam Định, hôm mà cả anh em người nhà lên đây lấy một cấu hình của STX835, cặp đó cũng là full shop. Và đây là cặp kế tiếp Khang Minh về được trong thời gian vừa qua. Và cặp loa này thì Khang Minh sẽ để nguyên như này, và mọi người đồng hành với Khang Minh về Thuận Thành, Bắc Linh ở Khang Minh để trao trả một em khách dưới đó. Khang Minh chỉ có cái thùng xốp và giấy tờ sách vở thì em để ở đây, thì khi nào tiện thì em sẽ qua lấy, bởi vì Khang Minh chở bằng xe 7 chỗ này thì không thể vừa được. Khi mà đóng cái thùng xốp của STX835 vào hai cái loa thì nó to như cái thùng phì, không thể chở vừa. Cho nên là chỉ vận hành hai cái loa về tận Thuận Thành, Bắc Linh, nhà Khang Minh thôi. Đấy, và Khang Minh test sơ qua thôi, bởi vì Tết rồi, công việc rất là vội, Khang Minh cũng không cả có thời gian để lên video liên tục. Các bác đến mua sắm ủng hộ những cái sản phẩm âm thanh Mỹ Bãi tuyển chọn. Đấy, mọi người cùng xem này, STX800, từng con chữ CG này, màu đen này, 835, 02960. Đấy, chiếc số 2 này, bụi bặm một chút thôi, tem chuyện này, 02323. Đó, giá không hề rẻ một chút nào. Em tạm thời sở hữu cặp loa khủng long này đã. Nói đến model này thì các bác quý anh em thừa sức nắm được rồi. 2 bát 40 từ thường, một con chung, một con chép. Đây là full đôi 3 đường tiếng, model cao số nhất, đắt tiền nhất, khủng long nhất của STX800. Bây giờ Khang Minh cắm tín hiệu vào nhá, cho nó kêu thôi, gọi là test tượng trưng thôi. Sau đó là lên đường ngay lập tức, sớm nhất trao trả em trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, một chiếc, test thử từng chiếc một thôi. Ly lông kín bưng, nhưng mà chúng ta vẫn nghe thấy nó kêu, kêu nhẹ nhàng thôi. Kêu mạnh mở to thì nó phè phè hết cái ly lông này. Chép này, trung phóng này, một con bát hầm ở đây này, một con bát bên dưới đánh hất lên này, mới cứng 100%. Đấy, có thể khi về nhà khách hàng sẽ khui ra nhá. Khang Minh cập bến về, Khang Minh khui giới thiệu demo, sau đó là Khang Minh lại gói ly lông lại kín bưng như này. Chiếc đầu tiên và chiếc thứ hai, đó, STX818S full shop mới cứng. Model nằm trong CG STX800. Đấy, Khang Minh cặp đó là hết rồi này. 818S còn này, 828S còn này, súp kép ấy, mới cứng 100% full shop. 812 còn, 815 hết, 825 hết. Mọi người quan tâm đến nhiều sản phẩm Mỹ Bãi tuyển chọn khác nhau, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Hoặc là anh em các bác cần sự tư vấn đối với những cái sản phẩm âm thanh Mỹ Bãi tuyển chọn cao cấp để chúng ta nghe ca hát biểu diễn giải trí chuyên nghiệp. Quá là tuyệt vời luôn. Qua video hình ảnh thì Khang Minh xin chân thành cảm ơn em khách Thuận Thành, Bắc Linh đã tin tưởng ủng hộ cặp loa rất là đắt tiền này.
cấu hình sắp tới thì em sẽ lên dần. Em mua tạm cặp loa lại trước và để đó, hiện tại vẫn nói chung là chưa có đồ để đánh. Đấy, quảng cáo. Rồi. Sáu trăm mét nữa, ngoặt trái vào 20. Rồi, wow, Khang Minh đã đến nhà bác khách này, đấy, bác có quả căn nhà đẹp tuyệt vời luôn. Toàn cây neo 3 tầng, 4 tầng. Mà bác bảo là cái dàn neo này nó cách tường khoảng 5-60 phân nhá. Đây. Hướng này là hướng Tây. Rộng rãi, thanh thang luôn. Đây là chỗ làng gì anh nhỉ? Tú Tháp. Tú Tháp, Song Hồ à? Gọi là khu DMC. DMC Phường Hồ. Thuận Thành thì là quê hương làng Hồ, ngày xưa là tranh Đông Hồ các thứ, bây giờ là mọi người chuyển sang làm vàng mã. Đấy, ôi. Nhà bác rất là rộng rãi, cả một cái khuôn viên, đẹp thật. Đây thì nhà mát như có điều hòa anh nhỉ? Rất là độc đáo nhá. Rồi, xuống loa. Bây giờ anh em mình cho loa lên tầng 2 nhà bác. Cầu thang đây. Từ nhà mình lên đây khoảng tầm bao nhiêu cây nhỉ? 22, 23 cây. Cho ra đi Long. Đấy. Đây là trên tầng 2 nhà anh. Anh có một đôi bi vây. Xem nào. Một cái súp gì đây anh? À, DRX 118S. Bi vây những cặp này ngày xưa có quý lắm này. Nhưng mà bây giờ thì người ta thả nhiều. Bi vây nó cũng là một thương hiệu của loa Mỹ nhưng mà phân khúc bình dân, rẻ tiền. Ngày xưa mà những sự kiện đám cưới đám xin mà có những cái dàn loa bi vây là cũng nổi lắm rồi anh. Cách đây độ cứ độ tầm 10-15 năm trước có những dàn loa bi vây mà hát quan họ thì hát dân ca thì cả làng cả xã đến nghe. Đấy. Mọi người xem này. Cái loa nó mới cứng, nó khác. Bây giờ kiếm được những cặp như này thì gọi là đào không ra, hết rồi. Không đào đâu ra hàng ngày nữa rồi. Bây giờ cứ anh em nào mà có cặp bãi thôi đã hiếm rồi, chưa nói là full số. Có Thanh đi không? Để em bảo anh em nào mua thì liên hệ anh. Có. Có nhanh thế. Vâng, bác nào mua cặp bi vây này nhá, đấy, liên hệ Khang Minh hoặc là Khang Minh cho hẳn số điện thoại của bác Hòa. Đây là model gì anh? 358S. Đấy, bi vây Made in USA 358. Bát 40 à? 3 đường tiếng. Một chung, một chép, một bát 40. Đúng rồi, hàng này thì là hàng xịn rồi. Không thay thế được cái gì thôi. Chiếc loa số 2 này. Đấy, trên nóc này. Trên này nhà anh thì cũng, đây là phía ngược sáng. Đó. Wow. Rồi, đi.
Em đang sụp bộ đồ ở trong. Đồ gì anh? Đồ Nam Mỹ trong. Anh lại review tiếp à? Đồ măm. đây là cái gì nữa anh? Đồ măm. À, gì đây? Music Master măm. Đâu? Đồ nào nữa anh? Đâu review tiếp anh bật điện lên nào. Cho thanh lý một thể. Rồi. Sụp bộ đồ đấy. Rồi phòng ngủ nha anh. Hàng xịn luôn. Hàng Mỹ xịn loài. À, classic. Con nào đánh mạnh lắm. Thế anh. Anh quay cái đằng sau ra anh quay cho anh em các bác xem. Đấy, đây là phun đơn. Nặng lắm, một bát 40 một chép. Đó, CB15 này, rất là rõ nhá. Đâu, xem nào. À, thông tin sản xuất các thứ đâu anh? Siêu, cái này đôi loa kia. Cái này nó không ghi không. Cái loa nào nó cũng ghi. Cái này nó không ghi. Cái này nào. Nó không ghi chắc không ghi. Vâng. Hoặc là cái ở bên cái loa kia. Anh thử xem, cái dưới xem đây. Đó, không có một cái thông tin gì là không có. Nó phải có. Vâng, kiểu gì nó cũng phải có. Thế ở cái dưới này. Anh thử xem. Cái loa nào cũng có, một khi đã không có thì là em nghĩ là không có. Nó phải có thông tin à? Vâng, có thông tin chứ, sản xuất ở đâu nó phải có thông tin chứ. Tên model rồi thì các thứ đây, mã vạch thì có này. Đấy, soi này. Classic Pro. Đây, nó lên nét này. Mã vạch CG này. Đồ anh mạnh lắm mày lặng ơi. 8 ôm này. Vẫn thế y xì cái kia anh. Không có anh ạ. Vâng. Không có cái thông tin là loa của gì. Đấy. Thế thì chịu. Cứ thế thôi. Thế thôi. Ừ, bác nào quan tâm thì múc thôi. Thì liên hệ nhé. Đúng rồi. Thôi để vào đi anh. Nhìn cũng rất là, đây là bụi bẩn thôi. Bụi bẩn thôi. Chứng tỏ anh cũng ấy nhỉ. Anh cũng đang chơi đam mê nhiều năm ấy nhỉ. Toàn cục gạch. Toàn cục gạch. Rồi. Đấy. Rồi. Nhà anh làm cái này thì anh thì ấy cần mua cái máy hút ẩm ấy. Ừ, nó không ẩm giấy. Ừ. Máy hút ẩm nó chạy nhà khô giòn kìa. Những hôm lồm ẩm như này nhà mình khô ấy. Nó không bị hơi nước kiểu ẩm mát mát như này. Yeah. Đấy, anh sờ cái loa, cái tay vào loa này, bỏ ra. Đấy, anh thấy chưa? Tay anh ướt, tay anh có mồ hôi. Ừ. Tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Rồi, ok anh. Đây, những cái đồ anh chơi ngày xưa này. Đấy, nhìn sơ sơ là vang cơ, vang kiếp này. Một con đẩy Trung Quốc. Sau thì anh sẽ liên cấu hình cho STX835 này xong. Đấy, hai chiếc loa đã lên trạm. Rồi, ok anh. Còn đây là BV của anh này. Cặp loa thì như bác khách chia sẻ là trên thị trường nó rơi vào khoảng tầm 15-16 triệu, nhưng mà bác ra đi là mong muốn là khoảng tầm 11,5 triệu đấy, cho nên là công khai luôn, các bác quý anh em nào mà quan tâm thì chơi loa Mỹ nhưng mà giá tiền thì như là loa Trung Quốc đấy, liên hệ cho bác hoặc là Khang Minh nhá. Ban đấy bác có nói là vấn đề mà bán hộ hay là đưa cho anh em dây rác 300.000 307. Rồi, ok anh. Một cặp dây rắc New Chic Speakon dây loa. Đấy, cái cặp loa thì cũng rất là đẹp. Còn cái trầm kia. Dạ. Còn cái trầm kia là 9 triệu. Cái trầm á? À? Ừ. À, rồi, cái trầm. Cái trầm này thì không, cái trầm này thì giá đấy thì không được anh ạ. Cái trầm này thì theo như em ấy, em nắm được thì cái model này thì 1.500.000. Đây là mốc thôi. Đấy. 1.500.000 đấy. Vâng, cái trầm này thì nó ngoài 10 triệu là đúng rồi. Nhưng mà cái model này thì rất ít khi Khang Minh nhập. Khang Minh nhập là cái model 118SB cơ. Đánh sâu lắm. Cái trầm này cũng là một trong các phân khúc tiếng trầm nó chắc, nó hay. Và giá thì rất là rẻ. Mà made in USA luôn, đúng không? Quen đằng sau đây, đằng sau thôi không cần anh.
Nói chung là em quay sơ sơ thôi là nắm được đây. Tài xanh này. Cái này là mốc thôi. Lấy bàn chải đánh là hết này. Đấy. Bát này. Con tem này. Tất cả ria xung quanh là mốc nhá. Con này thì giá thị trường khoảng tầm 11 triệu, 11 triệu rưỡi. Thì theo em thì bây giờ giá bác ra đi là khoảng tầm 8 triệu rưỡi. Đấy. 8 triệu rưỡi đến 9 triệu. Vâng, rồi 8 triệu rưỡi đến 9 triệu. Bác nào thiện chí nhiệt tình thì cứ alo. Rõ ràng thế luôn. Nhưng mà 8 triệu rưỡi. Mình nói 8 triệu rưỡi đi. Mình nói 8 triệu rưỡi đến 9 triệu thì bán 9 triệu ai mua anh, đúng không? Đã máu rồi. Đây là cái gì anh? Cái băng dính anh dán vào đây này. Em về băng dính không? Không, em sờ thì dính dính đây này. Nó không phải là màu vàng này đâu, nó màu màu bi vây, nó màu trắng. Đây là cái băng dính vàng anh dán vào đây. Nó bị ám cái vàng vào đây. Nó mà ăn vào tường là hỏng tường này. Hỏng ra đó cũng thiết kế rồi. Vâng. Như em bán nhưng mà nhưng mà anh cũng không biết là cái cây gì à? Anh không, nhiều kiểu lắm. Thế á? Nhiều kiểu tức là nhiều nhiều cây á, hay chỉ một cây thôi? Nhiều loại cây. Thế á? Tuyệt vời. Vâng. Thôi, em về đây. Anh em bắt tay phát. Okay. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em nhé. Vâng. Đi.